Hôm nay chúng tôi tiếp tục mời bà con cùng xem máy khoan đất khoan đường kính mũi khoan 30 ở đất đồi, đất cứng, đất trồng cây lâu năm. Với dòng khoan đất cầm tay, khi mà chúng ta khoan vào đất cứng có nhiều rễ cây thì độ rung và nắc nó rất là lớn, nên là thường xuyên được phải dùng hai người khoan thì mới khoan liên tục được. Do đó là công ty cũng có ra mắt dòng sản phẩm máy khoan đất đẩy tay bánh xe Takeotika 3B, thì dòng đó sẽ giảm rung nắc và giảm sức chịu lực cho người khoan, nên có thể một người khoan dễ dàng trong thời gian lâu dài. Hiện tại thì các bạn đang xem là cái dòng máy khoan đất cầm tay Takeotika 2.5B khoan đất với đường kính là 30cm với dung tích xi nhanh là 68cc, thì máy có thể khoan được mọi địa hình đất cứng, đất có sỏi đá nhỏ, đất có nhiều rễ cây bé và đất có nhiều gốc cỏ. Máy khoan một cách dễ dàng. Máy được bảo hành chính hãng 12 tháng. Đi kèm theo máy là mũi khoan đường kính 30cm, mũi khoan đôi, được làm bằng hợp kim thép tôi cao tần nên rất là bền và ít mài mòn. Quý bà con quan tâm đến sản phẩm hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin về các dòng máy khoan đất, hãy liên hệ số điện thoại bên dưới video. Kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con để lựa chọn được sản phẩm sử dụng phù hợp nhất với gia đình và nhu cầu sử dụng công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.